Nè, nói nghe nè, hôm nay Dịch Thảo ăn canh dưa leo dồn thịt. Hồi đó giờ mình nghe nói canh hủ qua dồn thịt, canh khổ qua dồn thịt nha. Chứ ít ai nghe nói canh dưa leo dồn thịt. Bữa nay Dịch Thảo nấu cái món này để các bạn ăn. Ngon lắm luôn nha. Đây, bây giờ Dịch Thảo để sẵn cho thấy là hiện giờ mình chưa có để hành ngò gì hết. Tiêu thì đã có trước rồi. Bây giờ mình để miếng tiêu cho các bạn xem. Thêm miếng tiêu nè. Đó. Tại vì khi bỏ vô thì nó mất cái kia, mất cái hình ảnh trước. Các bạn thấy rõ là những cái khứa cái này đã đó. À, đây là dưa leo nha. Nhìn tưởng như bầu bí vậy đó, đó là dưa leo. Mình dồn thịt nè. Ăn đi rồi một chút Thảo nói cái cách làm dễ lắm. Rồi bây giờ mình để thêm hành ngò vô cho nó thơm. Ui chà. Để hành ngò vô cho nó thơm. Mình ăn với nước mắm ớt nha. Đây có chén nước mắm ớt rất ngon nữa nè. Húp miếng nước canh. Nó ngọt ngay à. Ngọt là ngọt nước dưa leo. Nếu mà cái này mình không nói trước nha, dòm không biết là dưa leo đó. Nóng, ôi chẳng ngon quá. Trộn cái hành lên. Ôi chà. Trong này Thảo nấu 3 trái dưa leo. Còn thịt thì không biết. Tại thịt thì làm chung nhiều lắm. Để một phần mình chia ra để mình làm mắm thịt chân hột vịt. Một phần thịt mình để mình nấu canh ăn trước. Thường thường dưa leo để ăn sống. Nhưng mà nếu nhiều quá mình ăn hết, mình có thể đem nấu canh cũng rất ngon. Nấu canh với thịt bằm, dồn thịt vô. Ngon quá. Rồi vậy nha, bữa nay mời quý vị và các bạn cùng ăn, cùng xem và cùng thèm với Dược Thảo với một cái món canh rất là đơn giản, rất là dễ nấu nhưng mà ít ai nấu. Hoặc là nấu nhưng mà cũng có nhiều cách khác nhau. Bữa nay Dược Thảo sẽ nói về cái cách nấu của Dược Thảo, MC Việt Thảo Cooking Style ăn canh dưa leo dồn thịt bằm như thế nào nha. Đây là Chuyện Bên Lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mình ăn một miếng trước đây nè, các bạn nhìn thấy nè. Thấy không? Thịt nó vẫn dính ở trong cái. Đó, bây giờ nó mới xúc ra nè. Thấy rõ chưa? Chứ khi mà mình nấu lên nó vẫn dính vô trong khoang đàng hoàng. Ăn miếng thịt trước nè. Đương nhiên Dược Thảo làm cho tao biết. Nó có hành hương, nó có hành hành lá, nó có tỏi, tiêu. Nêm trong đó miếng nước mắm, chút xíu đường để cho nó dịu lại. Chút xíu thôi, không có nhiều, nhiều cái đâm ra nó ngọt. Cái miếng dưa leo nó chín vừa mềm, bỏ vô miệng nó gần tan nè. Nó nằm lên cái hương vị của tiêu. Ngon quá. Đây. À, để Thảo lấy một cái miếng mẫu nha, các bạn coi nè. Đó, thấy cái độ dày không? Cắt cỡ này thì như vậy cái ruột đó cũng cỡ cỡ nhỏ nhỏ, cái ruột bề đường kính nó cũng cỡ như cái bề này. Mình cắt nó như vậy thì khi nhét thịt vô mình nấu canh lên thì cái thịt nó dễ chín. Mà khi thịt vừa chín xong thì miếng
dưa leo nó cũng vừa mềm theo. Ôi cha, ăn ngon lắm. Cái này cho các bạn nào mà không ăn khổ qua được nó đắng đó, thì mình ăn cái này. Ngon quá. Bên ngoài mình tưởng nó nguội rồi, trong nó nóng dễ sợ luôn. Mát. Ăn nó giống như miếng bầu, miếng bí vậy. Ngon quá. Nè, thấy không? Dính nguyên rồi ha, thịt với lại miếng dưa leo còn đó. Chà miếng nước mắm vô, sắn nó ra ăn. Ngon quá. Ngon. Đã. Có bạn cũng sẽ nói là tôi nấu rồi, ăn rồi, nó không ngon. Nhưng mà dì Thảo nói ngon. Nấu đúng cách nó sẽ rất ngon. Ăn miếng nữa rồi nói. Đang ăn ngon quá. Ăn cho các bạn thèm chơi nè. Miếng này nó dày nè, thấy không? Cái miếng mỏng mỏng ăn cho thấy. Nè. Đó, miếng mỏng này thấy không? Thịt với lại cái dưa leo nó vẫn dính với nhau nhé. Đó. Từ giờ chưa ăn cơm đó nha. Cái này ăn cơm là đã luôn á. Ở nhà mà có ông bà hay là cha mẹ người lớn tuổi á, mình làm cái này ăn nó dễ ăn lắm. Thịt để vô, nước súp vô hay là dưa leo vô, nó tan trong miệng, ăn nó dễ, nó ngon mà nó mát mà nó bổ dưỡng nữa. Wow. Ăn miếng cơm nha. Thiệt là ngon. Cái này phải cơm nguội chút nóng rồi ăn. Phỏng mỏ luôn á. Dược Thảo thích ăn gì nè? Cơm, chà miếng nước mắm. Đó. Đây, đây là cái miếng dưa leo mà sắc mỏng dính nè ha. Vậy đó, mà thịt nó vẫn dính ở trong, chứ nó không xúc ra. Đúng ra khi mà cắt dưa leo, Dược Thảo phải sắc nó vừa như cái miếng dày. Miếng dày mà Thảo nói như thế này. Đây, sắc nó dày như thế này. Tức là mình nhìn cái đường kính của dưa leo đó, mình biết ở trong đó. Cái bề này dày chút xíu, thì cái cục thịt đó, nó nhiều ở trong cái khúc dưa leo này. Còn nếu mình sắc mỏng quá thì thịt nó mỏng lắm, đương nhiên mỏng nó dễ chín hơn. Nhưng mà các bạn làm dài quá, dài như thế này thì cái thịt ở trong nó hơi khó chín, mà đợi tới chín thịt trong rồi thì cái dưa leo nó mập hết rồi nha. Cỡ này là vừa nhất luôn. Còn tùy các bạn sắc mỏng sắc dày là tùy mình hết. Ôi cha, ăn cái này cho nó ngon với cô.
Không quá. Thật là đã luôn. Nè. Từ bây giờ các bạn sẽ không biết rằng cái miếng thịt Việt Thảo làm nó như thế nào, có phải không nào? Nhai không? Tức là cái thịt nạc ở trong nó không có nát, nó không có nhuyễn quá. Các bạn có tính nấu nồi canh đó, thì mau bằm thịt nó mới lâu. Ngon quá là ngon. Ngon quá. Ok. Trước khi ăn tiếp nói sơ qua về cách nấu nha. Thì coi như mình ăn như vậy cũng đã xong rồi. Ăn cơm với canh mà. Dễ lắm. Chan vô húp thôi. Còn các bạn nào muốn biết thêm cái cách nấu thì có thể theo dõi nha. Hôm nay cùng ăn và cùng thèm với Dược Thảo cái món canh dưa leo dồn thịt. Dạ. Cái nguyên tắc đầu tiên khi nấu canh dưa leo thì trái dưa leo gọt vỏ chứ không để vỏ. Các bạn có quyền để vỏ nha, không ai cấm cản, nhưng mà ăn nó bị cứng, nó không đã bằng gọt vỏ. Nhưng mà cái gọt vỏ hay ở chỗ đó, gọt đừng có sâu quá, sâu quá thì nó trắng bóc. Gọt mà các bạn thấy cái vỏ nó còn nó màu xanh xanh, tức là dùng cái bào đi cho nó mỏng thôi, thì như vậy cái da nó sẽ còn giữ nhiều hơn. Đó là cái cách mình ăn như vậy. Còn các bạn muốn gọt sâu có quyền. Gọt sạch vỏ xong rồi thì mình mới chia khúc ra nếu mình muốn cắt khoanh tròn. Còn nếu các bạn muốn nấu nhanh không cắt khoanh tròn, mình có thể cắt dài. Cắt khúc dài dài thì mình vớt bỏ cái ruột thôi cũng được nha. Thì như vậy khi ăn đó, mình gấp những cái khúc dưa leo nó dài 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 như thế này. Còn cái này là kiểu khoanh tròn. Khi mà mình nấu dưa leo kiểu dài là tại vì mình làm biếng thôi, chứ đúng ra khoanh tròn ăn nó sẽ ngon hơn cái cắt dài. Tại vì khi bạn cắt dài ra đó, cái bề dài, tôi nói thí dụ cắt bề dài nó bao dai đây, thì cái phần ở ngoài này nó cứng nè, phần trong này ruột nó không mềm hơn. Thì khi nấu đó nó bị một cái bên cứng một bên mềm, nó khác. Còn khi mà khoanh tròn đó thì nguyên cái vòng tròn bên ngoài này nó bọc như thế này,
nó không có bị bể ra nha, rồi nó giữ cho ở bên trong nó mềm vậy thôi. Đó đại khái cái cách như vậy, cho nên khoanh tròn ăn vẫn ngon hơn cắt dài. Có nhiều bạn muốn làm nhanh để luôn cả ruột. Có nhiều người nói trời để ruột ăn tốt, để ruột ăn bổ, để ruột ăn gì đó tôi không biết. Nhưng có điều các bạn có quyền để ruột ăn. Nhưng đối với tôi khi nấu canh dưa leo mà để ruột thì cái nước này nó bị chua. Không tin làm thử đi. Chính cái ruột dưa leo làm cho nước nó bị chua. Hơi chua chua. Ăn nó không ngọt. Không ngọt như là mình bỏ cái ruột. Cho nên chịu khó móc hết cái ruột ra. Nha. Các bạn có thể bằm thịt dồn vô cũng được, hoặc là mình dắt cục cục mình thảy ra bên ngoài cũng được. Như vậy thì dưa leo cứ việc khoanh tròn như thế này. Dưa leo cứ việc khoanh tròn như thế này. Đó, dưa leo cứ việc khoanh tròn như thế này. Và thịt thì nó nằm riêng như thế này. Mình có quyền, mình thảy dắt thịt, thảy vô, mình không cần nhét đây cũng được. Rồi, đó là vấn đề dưa leo. Các bạn có thể nấu với sườn hay cái gì cũng được nha. Ok. Bây giờ cái thịt đó, để lấy miếng thịt ra. Cái thịt đó, nếu mà các bạn xay nhuyễn quá đó, ăn nó nhão nhẹt à. Nó nát như ăn như giấy ở đâu. Mà xay lớn thì nó lục cục lòn hòn quá. Mà khi xay thì nó đều nhau hết. Cho nên Dịch Thảo chọn cái phương pháp là mình tự bầm lấy. Cái miếng thịt ba rọi dài như thế này. Thì trước sau mình cũng bầm nhỏ mà. Cho nên Dịch Thảo chia nó ra cho nó mỏng lại. Và cái phần thịt, phần da cũng vậy. Cắt cho nó thành những cái cọng dài mỏng. Rồi sau đó sắc lại. Thì sau đó mình bầm nó dễ hơn, đơn giản vậy. Và khi bầm đó, thì cái da, cái thịt, cái mỡ nó quyện vào nhau. Xong xuôi rồi đem ra mình mới trộn vô. Thí dụ như mình củ hành hương, cái củ hành lá, rồi cái hành lá nữa, hành lá vô thì cái miếng thịt ở trong này nó mới có cái độ xanh xanh vàng vàng của hành lá. Rồi tiêu, nói chung mình ướp trong đó cho nó thơm cái miếng thịt mình thích. Tỏi nữa, và thêm nước mắm cho nó mặn mặn hay muối, cho nó mặn, cho mình thích. Chút xíu đường cho nó dặn lại cũng được. Xong nhớ nhồi nha. Nhớ nhồi để cho thịt nó dai. Có nhiều người để hột gạo chịch vô nhưng mà Dược Thảo không để. Cái quan trọng là khi mình bỏ vô trong cái dưa leo đó. Hơi nóng. Thịt đó nhét vô. Nhét vô lấy tay nhấn nhấn. Thì bên đây mình chặn đè nó xuống. Đè nó xuống. Thì như vậy thịt nó dẻ lại ở trong và hai bên nó lú ra bên ngoài. Nó giữ lại. Rồi. Khi mà mình nấu nước súp á, thì bắt cái nồi nước lên trước. Như Dịch Thảo nói mình nấu hơi dư hơi nhiều một chút. Khi nấu lên rồi, cho nó sôi, nêm nếm luôn, cho nó vừa ăn trước. Rồi lúc đó, nước sôi đó mình mới thả từng cái này vô. Thả vô, đừng đổ dùng cái úp hết lần lượt nha. Thả từ từ vô, giữ cho nước nóng, nước sôi. Để khi mình thả vô cái phần thịt bên ngoài nó vừa hơi chín là hơi chín. Thả hết vô rồi thì mình coi nước. Nếu nước hơi nhiều múc bớt ra. Bây giờ cái phần nước mình múc bớt ra được. Hoặc là nó hơi ít mình múc thêm vô được. Cho nên mình làm nó hơi dư chút xíu nha. Đó là cái cách mà kỳ trước Việt Thảo có nói. Khi nó sôi lên, lửa đã sôi mạnh lên rồi, thì bắt đầu bớt lửa lại mình vớt bọt nha. Vớt bọt rồi bớt lửa lại. Cho nó sôi từ từ. Tại sôi mạnh quá ụt ụt nó bung thịt ra hết. Đâu có ai chịu nổi với cái nước sôi cỡ đó phải không nè. Sôi êm lại. Rồi cho đến khi nó chín thì mình đem ra mình ăn thôi. Đơn giản chỉ có vậy nha. Bây giờ ăn tiếp. Nếu mà tôi nói nha, thật sự cái này đó mà mình đừng có nói là dưa leo nhiều người nhìn tưởng là bầu hay bí. Đây là các bạn thấy ở trên này nó còn mấy cái sớ sớ nè, tại mình bào nó mỏng thôi. Ok ăn. Ngon quá. Cái thịt này, cái cách làm là căn bản cho nhiều cái ứng dụng trong những món ăn khác.
nấu canh hủ qua được nè. Và cái thịt này mình làm như thế này, mình nấu cháo mình ăn được nè. Nấu cháo mà thịt bằm, thịt heo bằm. Ui trời ơi, ăn đã luôn nha. Cái thịt bằm này, khi mà mình thêm vào đó ít gừng, thêm vào ít gừng, rồi mình thêm một ít trứng vô nữa, mình trộn chung với mắm, mắm thịt xẻ bằm nát ra, mình đem lên chưng thành mắm chưng, mắm chưng thịt heo hột vịt. Dạ, yeah, ngon lắm. Nha các bạn. Ok, ăn miếng cơm nữa. Bữa nay nói chuyện hơi nhiều đó. Tại vì tôi muốn các bạn có cái bữa ăn ngon với cái dưa leo. Từ trước giờ mình quan niệm dưa leo là chỉ để ăn sống thôi. Ít có ai đem đi nấu, cũng có người nấu nhưng mà ít. Và nấu thì nấu cho lẹ lẹ chứ không có chăm chút nó, thành ra ăn nó bị hơi chua là do cái ruột của nó. Ôi cha. Ngon. Thiệt là ngon. Ăn không muốn hết. Ba trái dưa leo bự. Ba trái dưa leo bự. Mát trong miệng, đã quá. Khi mà Dịch Thảo có nói chuyện với nhiều người về vấn đề nấu canh dưa leo, nếu mà 10 người thì hết 5-6 người không biết. Chưa có nấu qua canh dưa leo, dưa thịt heo. Và trong cái số người biết thì hầu như ít ai nấu lắm. Thích nấu với bầu, với bí hơn. Tại vì ăn cái bầu, cái bí, cái hương vị nó khác hơn dưa leo. Dưa leo được cái nước ngọt thôi. Dạ. Nhưng mà cái hương vị dưa leo có nha. Các bạn thử coi. Ok, ăn một miếng nữa. Chỉ có vậy thôi nha các bạn. Ăn canh dưa leo dồn thịt heo là chỉ có vậy thôi. Bây giờ Dịch Thảo. Úi chà, cái này ăn kiểu này nè nha. Chan lên luôn. Nước vô luôn nè. Chấm nước mắm. Đó. Còn ăn gian là kiểu này nè, biết ăn gian là sao không? Móc cục thịt của người ta. Đó, nè các bạn coi ha. Cục thịt nó vẫn dính trong nè. Ngon quá. Nhai dưa leo nó ngọt trong miệng.
Ngon quá. Như vậy nha các bạn, Dược Thảo cũng phải nói trước, trong trường hợp làm mà ăn cảm thấy không vừa ý thì khoan hãy chê trách, suy nghĩ nghiên cứu lại nấu sao cho nó ngon. Đối với Dược Thảo ăn rất là thích và rất là ngon. Đương nhiên cái ngon của mình không phải là cái ngon của người khác, chưa chắc, vì nó không hợp cái khẩu vị. Nhưng có một điều là có đôi khi dưa leo rất là nhiều, mình mua về nhiều trái, ăn sống không hết. Nếu để lâu quá nó bị héo đi, ăn nó hết ngon rồi. Thì thay vì vậy, mình chơi mình gọt vỏ, chặt đầu chặt đuôi, sắc khúc ra, nấu canh dưa leo. Muốn thịt bằm cũng được. À, cái thịt ở đây phải nói là thịt ba rọi nha. Nó có da, có mỡ, có thịt. Nó dính vào nhau, ăn nó không có sảm. Còn nếu thịt nạc không nó sảm. Tuy nhiên, nếu các bạn không thích ăn thịt heo hoặc không thích ăn mỡ da, mình có thể dùng thịt nạc. Và có thể dùng thịt gà. Thịt gà nấu cũng ngon lắm nha. Rồi, câu hỏi đặt ra là bây giờ mình nấu có tôm được không? Dạ được. Y như cái nhân ngũ qua thôi. Canh ngũ qua dùng thịt. Mình có thể làm thịt, mình có thể làm tôm trong đó. Mình có thể nấu chả cá, nấu cái gì cũng được. Nhưng nhớ một điều là phải bỏ cái ruột. Bỏ cái ruột. Nha. Cái ruột, cái hột nên bỏ cho sạch. Nếu không thì cái nước nó bị hơi chua. Nha các bạn. Rồi, bữa ăn đến đây coi như là xong. Một lần nữa Dược Thảo chúc các bạn luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, tinh thần minh mẫn và có những bữa ăn thiệt ngon cùng với gia đình. Và đặc biệt cái món canh này Dược Thảo đề nghị các bạn trẻ, nếu còn cha mẹ hay là ông bà, thử nấu cái miếng canh này. Ở đây đó mình ngò hành nêm vô cho nó ngon. Tôi thường hay nói câu là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Nhiều em sau này không hiểu, nói rằng bỏ tiêu cho cay, chứ đâu có bỏ tiêu cho ngọt. Tại vì các em nghĩ tiêu thì nó cay giống như ớt. Đương nhiên, tiêu nó cay. Nhưng khi mình để tiêu vào, thì cái nước nó, cái vị nó hậu, nó ngọt. À, nó ngộ cái chỗ đó nha. Nó ngọt hơn là trước khi mình bỏ tiêu. Cho nên cái câu hồi xưa đến giờ người ta nói không có sai đâu. Bỏ tiêu cho ngọt. Để tiêu cho ngọt mà bỏ hành cho thơm. Dạ, hay lắm, rất là hay. Rồi, mong rằng gia đình các bạn, nhất là ông bà cha mẹ, sẽ có một bữa ăn thử với cái món dưa leo nấu với thịt heo như của Dược Thảo như thế này. Nha, chúc mọi người có bữa ăn ngon. Và khi mà chúng ta còn nhìn thấy mặt nhau, đó là cái hạnh phúc nhất rồi, bên cạnh những bữa ăn. Khi nào các bạn còn thấy Dược Thảo mà còn ăn như thế này, còn khỏe mạnh, còn nấu ăn và còn ăn được cho mọi người xem là chúng ta vui rồi phải không nè. Cũng như Dược Thảo biết các bạn đang xem Dược Thảo ăn và các bạn cho biết rằng các bạn thấy các bạn thích hay là đã ăn ngon, cái đó tôi hạnh phúc hơn là chính tôi ăn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại kỳ tới. Sẵn cái thịt mà làm đây nè. Cái thịt Dược Thảo mà bầm ra để mà làm nhân của cái canh dưa leo ngày hôm nay, Dược Thảo sẽ thêm gừng vô, trộn chung với mắm và sau đó sẽ thêm hột gà đập quậy vô để làm một cái mắm thịt heo chân hột vịt ăn lần tới nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn. Thank you and I love you.